Thật là một điều trùng hợp. Trùng hợp đó là gì? Đó là mỗi lần mình chơi game này trời đều đổ mưa cả. Quảng đây. Hello. Rồi, mình biết rồi. Bộ mặt lão tuyết này cho hai tát chiu cái cục kịch. Mình luôn luôn dõi theo từng bước chân của bạn đấy, cho nên là bạn cẩn thận. Lâu lắm rồi mình mới đóng một cái sản phẩm đẹp như thế này. Sao mình bây giờ bắt gặp được tại trận hết nhỉ? Nó nhanh tay quá. Sao mình mài một hồi thì kiếm nhìn như cứt thế này? Nó vừa ném cái gì đâu ấy nhỉ? Holy shit my friend! Oh my... Sao mình càng chơi game này mình càng ngu thế này? Holy... Cái gì đang bay thế này? Magic my friend. Magic. À mà hình như là không phải. Con lợn này ném cái thuốc bay vào đây rồi. Ý là cái này lỡ rồi cho ghẻ luôn nên mình mài tiếp xem nó ra cái gì my friend. Kiệt tác của nhân loại. Ngày xưa ông bà mình có cái câu là có công mài sắt có ngày nên kim my friend. Nên mình mài một hồi nó thành cái kim luôn nhé. Wow. Cái này vẫn chưa phải là cái kim. Tại vì cái này chưa mạnh. Sẽ có ngày mình bắt tại trận con lợn này thôi. Cái động. Mình nghe cái óe là mình không kịp. Từ từ để mình đợi thêm một phát nữa cho nó. Nhanh quá, không mấy được. Đợi xíu. What the fuck? Thế. Vậy là cứ chiêu là nó ném mày phải đèn. Ha, bắt được bài rồi nhé. Quay lại. Mình bắt được thời gian rồi nhưng mà vẫn không bắt được tại trận mày phải đèn. Không ghi hình nó lên YouTube được. Ý là mình có thể bắt nhịp được cái lúc mà nó ném rồi. 1, 2, 3. Ok vậy. 1, 2, 3, nó ném này. Ái chà, con này nhanh thật. Nhanh như quỷ vậy my friend. 1, 2, 3. À, tao bắt gặp rồi nhé. Con lợn này. Psst, láo này. Psst, psst. Mình sẽ tua chậm lại khúc đó. Sẽ thấy được cái cảnh cái tay của nó vứt lên rồi my friend. Và sau đó mình sẽ dùng đoạn video này là bằng chứng trước tòa, ok. Nó sẽ phải mời luật sư. Và nó sẽ phải bồi thường cho cái sự gọi là phá hoại của nó my friend. Làm tổn thương về vật chất và tinh thần của mình. Một bạn. Ấy chà, tao bắt được lần hai rồi nhé con lợn. Mình định chọc nó nhưng mà thôi, sợ mấy friend lại la ó lên. Mình biết là nhiều friend rất là yêu quý con chim này cho nên là thôi thì vì tình yêu của mấy friend dành cho nó mình sẽ tha cho nó, ok. Thôi mài cái kiếm này đủ rồi, trả cho nó ra chứ. Không chụp được mày friend. Ok. Đây kiếm của bạn đây. Wow. Jesus. Kiếm này mà đi đánh nhau thì hai mà đánh cho lại mày friend. Yên tâm đi chim. Đấy. Kiếm này chọc phát còn sẽ làm chết tươi luôn kìa. Kiếm nhọn như thế này thì bố thằng nào mà đỡ cho được. Holy shit mày friend.
Giống ấy chứ, giống 90% nữa còn gì. Khác 10% khúc giữa thôi chứ còn lại là giống hết mày phải đền. Mình chả thấy trật chỗ nào cả. Ok, của chim này. Quỷ ẻ mày phải đền. Oh my god. Bạn đang chơi VR mà cười để ướt hết mẹ kính. Cười rớt nước mắt ngất hết kinh mà phải ôn. Con slam này ôn vai cứt. Ok, thôi làm lại cho nó cái nghiêm túc nữa chứ không mất công. Nó ngồi đây cả ngày mình không làm được việc. Game thật là relax, thật là nhẹ nhẹ. Cái để gấp đồ nóng của mình đâu? À đây này. Sao nó bay ra đây hay vậy? Kẹt mẹ vào tường rồi. Còn đây rồi. Đừng có ném đồ này chim ơi. Mình làm cho bạn để bạn đi về để mình làm việc này. Nhà mình bao việc. Đừng có ném này. Mình biết là bạn ném rồi. What the fuck. Sau này cái tần suất ném của nó lên cao vậy. Đừng có ném nữa. Để im coi nào. Nó ném cho hư mẹ cái kẹp sắt của mình này mày phải đền. Cái kẹp sắt của mình bị lác mẹ rồi. Help. Send help. Này con chim nó ném cái lọ thuốc gì vào đây á. Bây giờ cái này nó giống như là cái đồ vứt đi rồi ấy. What the fuck. Làm gì có kẹp sắt nó bay lơ lửng như này mày phải đền. Làm gì có kẹp sắt nào mà kiểu bay kiểu không có trọng lực thế này. Rồi nằm lên nóc nhà luôn rồi bố nó lấy lại được nữa. Ok. Con này có vẻ nhiều loại thuốc nhiều màu phết. À đây nó quay về rồi này. Nice. Nguội mất toi rồi còn đâu. Để mình đun lại. Jesus. Hình như cái búa chịu chung số phận với cái kìm rồi thì vậy. Này ném thuốc vào đây nhỉ. Giờ chắc nó có bao nhiêu thuốc trong người thì ném hết quá. Cứ ném đi chim. Bây giờ mình không quan tâm được rồi. Bây giờ xem nhà mình còn cái gì để cho chim ném hết nha. Không biết là nó có hết hay không thôi. Ok. Nó vừa ném thuốc thu nhỏ mày phải là. Ok, lại một lọ thuốc thu nhỏ nữa. Wait, what? Sao tay mình bé vậy? What the fuck? Oh my god. Rồi, ok, tạm biệt chậu cây nha. Ra đi vui vẻ nha bạn. Nhớ về mình nha bạn. Hồi này cái tay mình như dính vảy thuốc nó ném nên bây giờ thành tay to tay bé rồi my friend. Mình thành người tàn tật mẹ rồi. Ok, tạm biệt ổ bánh mì luôn đấy. Ra đi vui vẻ luôn đấy. Bye. Have a good time, my friend. Holy shit, bay xuyên nóc nhà luôn. Ok. Bánh mì mini và thỏi vàng shitty mini. Wow. Còn có thể nhỏ hơn được không, my friend? Jesus. What the fuck? Hello. Thỏi vàng bình thường và thỏi vàng mới này, my friend. Thỏi vàng bình thường mới. Holy shit, thỏi vàng. Hello. Hello. Chào mừng mấy bạn đến với trạm vũ trụ gần không gian. Nơi đây chúng ta có cái gì nào? Một thỏi vàng tí hon lơ lửng mấy bạn này. Wow. Không biết là mình nung thỏi vàng rồi đâu không biết. Để thử nung thỏi vàng đây. Ok, bây giờ mình sẽ chế một thanh kiếm. The fuck. Oh, thank you. Oh my god, nó ném cho mình cái thuốc ấy đi. Ném cho mình thuốc thuốc cường hóa bàn tay mày phải là. Nice. Nhanh cần trước. Hello. Ủa sao nó nung trong nó thành cái này rồi. Sao nung xong nó bự lại được lại bình thường rồi. Thế này đâu có vui. Nó còn nặng nữa chứ. Không vui. Ăn đi cây. Ghê vậy, nóng vậy mà vẫn ăn được. Ok. Đây hình như là cái thỏi ban đầu mình định đóng cho nó thì phải. Đóng rồi nó về rồi mình còn đi làm chứ. Mình miễn nhiễm với cái việc vứt của nó rồi. Ok. Đẹp tuyệt vời my friend. Cho một lọ thuốc cái đi bé. Không chụp kịp. Thì bình thường xem mình có chụp được thuốc của nó không hè.
cái phật, tên kiếm của nó kìa. Thử xem có chụp được không cái mà. Nhưng không chụp được. Ok, thanh kiếm này cho nó hơi to hơn cái bình thường mày phải đèn. Wow, mày như là một người thợ vậy mày friend. Look at this mày friend. Ghê chưa? Mình mày cứ như là thợ chuyên nghiệp vậy. Đấy, tô vẽ từng nét một như một vị họa sĩ. Sao bắt đầu lơ lửng rồi vậy? Rồi luôn. Nó đi vào trạm vũ trụ luôn rồi mày friend. Ok, quay trở lại rồi. Chọt mày một phát. Nice. Đẹp đấy. Ngoài sức tưởng tượng mày phải đẹp. Wow. Thôi nè, về đi. Phá quá. Được rồi đấy, kiếm mày xong rồi này. Chui cái cục kích. Xong rồi đấy. Lượn. Ừ, lượn nhanh như nước ra trong. Ba đồng luôn à, thank you my friend. Nó đánh giá cao công sức của mình ghê. Ba nha chip. Mọi đồ vật trong shop của mình thành đồ vật ngoài không gian hết rồi. Hello gái. Ừ, gái có thấy cái gì lạ trước mặt gái không? Chắc gái nào không quan tâm đâu. Chỉ có những đứa mà chưa. Lại là con lợn này. Ừ. Ủa cái đầu kiếm xong kéo dài lên được ta? Kiểu đất gì nó cũng vít. Kiểu đất gì nó cũng vít cho mà xem. Thôi chết cha rồi, lờ gắn vào cái cán này rồi. Nó dính vào đâu này, chẳng phải là mình muốn. Oh my god. Nè, cầm đi. Miễn phí cái cán đấy. Mình lấy hả? Ok my friend. Oh my god, thank you my friend, thank motherfucking you, nhà đang nghèo. Holy shit. Kiếm làm như kích vậy mà nó cũng lấy.